Gen Z chia sẻ về 82 kiếp nạn khi trở thành giáo viên cấp 3 lúc tuổi đời còn quá trẻ. Có cô giáo trẻ trung, gần gũi thì học sinh nào mà chả thích. Cơ mà không biết các thầy cô khi đang tuổi ăn tuổi chơi mà lại làm giáo viên đứng trên bục giảng thì sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ? Và đây là tâm sự của cô giáo Gen Z khi kể về 82 kiếp nạn trong quãng đường cầm phấn của mình. Sàn sàn tuổi học sinh nên cô không hòa nhập mà hòa tan luôn. Giáng sinh bất ổn khi phải hóa thân thành bà già Noel, chơi đùa với dàn em thơ lớn hơn cả cô giáo. Dù vậy, Tết đến, chúng nó vẫn đòi cô lì xì cho đúng thủ tục. Được học trò tặng quà, nhưng không phải hoa đâu, mà là đồ ăn vặt vì cô giáo Gen Z. Và cũng có đôi lúc hạnh phúc vì học sinh chúc mừng cô nhân ngày 8 tháng 3, hay lúc dẫn quân đi thi đấu này. Rồi thì 20 tháng 11 đến nhà cô để định hướng nghề nghiệp, rất ư là cảm lạnh. Hay cô cứ giành điện thoại ra là tụi nó tranh thủ tự sướng. Và 1001 khoảnh khắc hạnh phúc nữa mà chỉ có làm nghề lái đò mới được cảm nhận mà thôi. Chúc cô giáo sẽ luôn gắn bó với nghề, tiếp tục dẫn dắt những thế hệ mầm non tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sáng TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.